Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình tại Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở bài học này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai thẻ HTML tiếp theo. Đó là thẻ để nhúng CSS vào trong trang web và thẻ để nhúng JavaScript. Thì hai thẻ này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cú pháp khai báo của nó, và đồng thời chúng ta sẽ tìm hiểu các thuộc tính của hai thẻ. Còn việc định nghĩa CSS hay JavaScript thì chúng ta sẽ để ở các video sau, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hai cái ngôn ngữ này. Đó, thì tôi sẽ tạo một trang web như sau, và tôi sẽ giải thích từng cái thuộc tính ở trong hai thẻ này. Thẻ nhúng CSS and JavaScript. Đó, tôi tạo một trang có tên là như vậy, với cái đuôi là .html. Tôi sẽ chạy trang này lên với tiêu đề là thẻ nhúng CSS và JavaScript. Ok, tôi sẽ định nghĩa thẻ. Thì thẻ đó là thẻ link. Và tiếp theo, thẻ để nhúng JavaScript, tôi sẽ có thể là script. Thì đây là hai cái thẻ đại diện cho thẻ để nhúng JavaScript và thẻ để nhúng CSS. Thì cú pháp của thẻ link, thì đối với thẻ link cú pháp của nó như thế này. Đây là một thẻ đặc biệt và nó đóng thẻ trên chính nó. Thì thẻ này nó có các thuộc tính, các bạn nhìn vào đây, tôi sẽ giữ nguyên các thuộc tính này. Rel, đây chính là quy định cái kiểu file mà chúng ta sẽ nhúng vào, kiểu file sẽ nhúng vào. Đấy, nhúng vào trang web. Và ở đây style set, giá trị là style set, chính là kiểu file CSS, là kiểu file CSS các bạn nhé, các bạn nhớ như vậy. Và thuộc tính type text trên CSS, cái thuộc tính này vô cùng quan trọng, nó sẽ hiểu là chúng ta nhúng file CSS. Đó, và href này nó sẽ là đường dẫn của file CSS. Ok, đó là ba thuộc tính quan trọng ở trong thẻ link. Và ba cái thuộc tính này chúng ta sẽ định nghĩa đúng như những gì mà tôi vừa lấy ví dụ ở đây. Đó, các bạn nhớ ba thuộc tính này nhé. Và sau này học sang CSS thì chúng ta sẽ làm cụ thể đối với một trang. Đó, tiếp theo tôi chuyển đến thẻ script. Thì thẻ script này, thẻ script nó lại là một thẻ bình thường, nên là nó có thẻ mở và thẻ đóng các bạn nhé. Và trong thẻ script nó có hai thuộc tính quan trọng. Đầu tiên là type text trên JavaScript để quy định file nhúng vào hay là cái code trong script, trong thẻ script là C, là JavaScript đó. Thì JavaScript nó là một ngôn ngữ lập trình các bạn nhé, chúng ta sẽ học ở những buổi sau. Đó, tiếp theo một thuộc tính quan trọng ở trong thẻ script nữa, đó là src. Thì src này nó chính là cái đường dẫn của file JavaScript có nghĩa là chúng ta muốn nhúng JavaScript file nào thì chúng ta phải biết đường dẫn của nó. Đó, và các bạn thấy là tôi định nghĩa hai thẻ này ở hai vị trí rất khác nhau. Thì các bạn chỉ cần nhớ thôi, cho tôi như thế này. Đối với thẻ link để nhúng CSS thì chúng ta luôn luôn đặt ở trong thẻ header. Nhớ cho tôi như vậy. Và thẻ script chúng ta luôn luôn đặt ở trong thẻ body, và nó đặt ở cuối cùng sau tất cả các thẻ HTML khác. Ví dụ ở đây tôi có thẻ H1 như thế này.
mục nội dung H1 đó. Thì các bạn thấy là thẻ script này luôn luôn nằm ở dưới cùng sau tất cả các thẻ HTML khác đó, nó luôn nằm ở cuối cùng và kết thúc nó phải là thẻ body luôn. Các bạn nhớ cho tôi cái quy luật này, sau này học sang JavaScript tôi sẽ có một cái ví dụ để giải thích cho các bạn rõ ràng hơn vì sao nó lại phải như vậy đó. Thì video này tôi muốn các bạn nắm được cấu trúc của hai cái loại thẻ này và vị trí đặt hai cái thẻ này đó, các bạn chỉ cần nắm được cho tôi như vậy là ok rồi. Thì tôi xin phép dừng lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.